Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành kế hoạch số 259 về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội trong năm 2024. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch số 57 của UBND thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024 và văn bản liên quan về chuyển đổi số. Qua đó nhận thức triệt để vai trò của các sở ban ngành trong việc chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực đơn vị quản lý và vai trò chủ trì, hướng dẫn thực hiện trên các địa phương của thành phố. Trong đó, người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo lĩnh vực, địa bàn đơn vị quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ đủ điều kiện triển khai, rà soát cập nhật hoàn thiện các quy chế quản lý vận hành, khai thác các hệ thống thông tin được triển khai tại đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong việc sử dụng, khai thác hiệu quả các hệ thống được triển khai. UBND thành phố yêu cầu phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ tập thể, cá nhân chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, đảm bảo thống nhất quan điểm chỉ đạo, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, một việc một đầu mối xuyên suốt. Đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc phục vụ công tác đánh giá, xếp loại công chức viên chức theo quy định.